Rồi tiếp đến chúng ta sẽ tìm cái tấm giá này, và chi tiết cuối cùng là chi tiết thanh đỡ thôi, chi tiết nữa ha. Rồi hai chi tiết này thì sao? Chi tiết này đầu tiên là nó sẽ phân biệt ra mặt run top và right luôn. Rồi ok, vậy thì mọi người nhìn hình này, mình sẽ chọn mặt nào mình nhé. Hình này chỉa trước, hình này chỉa trước hay là hình này? Để nha, bỏ bài á, để một xíu. Khi mọi người tập vẽ, mọi người nên vẽ cái hình nào nó phủ bì trước, nên nó đầy đủ kích thước nhất có thể và hình dạng nhất có thể luôn. Hoàn toàn mọi người vẽ mặt này cũng được, nhưng mà mọi người chỉ cần vẽ hình chữ nhật. Họ bắt buộc mọi người phải cắt ra như thế này nữa thì không hay. Kể cả mặt này cũng phải cắt ra nữa. Thì bây giờ mình sẽ chọn mặt nào nó có đầy đủ biên dạng trước. Rồi những cái này nó chỉ bổ sung mới nhất định đục lỗ sau bao nhiêu thôi, rồi cái vị trí đục lỗ như thế nào thôi, thấy không? Vậy mình tập trung vẽ trên mặt này nha. Chọn mặt run cho mình, tạo trên mặt này mặt run top right, run top trên xuống, hướng này nó hơi bị ngược. Rồi, trên mặt run tạo cho mình cái kết. Đâu rồi? Cần trên đây nè. Run nha, tạo kết. Cứ dễ biên dạng y chang luôn, và mọi người nhìn thấy là hình này có tính chất đối xứng là lệnh mirror đó. Thì mọi người sẽ vẽ được lệnh centerline trước. Này nha, và nhớ chuyển sang hệ in. Rồi bây giờ thì tiếp tục đó là một cái đường phái thảo thôi, một cái cung tròn trước, rồi sau đó mình sẽ bật về đúng không? Thì ở đây cái góc tọa độ đây nè, hoặc là cái góc tọa độ đây cũng được, nhưng mà nó không hay, mình đặt đây luôn. Để đường tròn rồi đéo kéo ra, kéo lên, kéo dọc về đúng không? Rồi vậy này kéo về đi. Hình tròn phi của nó là 0.125, 1.25 đúng không? Rồi một đường đi ngang, một đường đi lên phải thảo. Đi cung R4. Đi qua, đi xuống. Đi ngang như thế này. Đi xuống. Rồi kéo về đây. Rồi, phần nữa thôi. Còn mirror được không? Rồi phủ bì 1.75, 11.75. Từ đây. Qua đây. 11.75. Cung tròn 1.25 rồi. Tổng chiều dài 6. Phủ bì, cứ vẽ phủ bì thôi. Rồi bắt cái này luôn cũng được. Cái này nó phụ thuộc vào kia thì mình bắt cái này cũng được đó ha. Xóa này đi. Từ đây qua đây là 6 phủ bì. Bắt đầu hình nó đi theo form của người nè. Rồi, bậc này là 1. R này là 4. Được chưa? Cứ vẽ từ từ thôi. Rồi, từ tâm này qua đây là 3.5. Và chỗ này của mình bậc này đi vô là 4 đúng không? Hình bắt đầu đúng rồi nè. Rồi, từ đây qua đây là 3. Là 1.5. Rồi tổng chiều dài này là 2. Độ nghiêng tính từ đây đi qua đây luôn, nghĩa là chỗ này tới chỗ này cũng là 4 nha. Độ nghiêng nó hơi bị ngược nè, mình vẽ chỗ này bị ngược nha. Tính từ đây qua đây luôn, vậy thì cái này với cái này nó hẳn hạn nha. Rồi nó như thế này. Rồi từ đây qua đây là 1. Được chưa? Fully defined. Còn chỗ này nữa. Chỗ này sao? Cung tròn này với này nó hẳn đứng nữa. Nè hẳn đứng thôi. Đó hay chưa? Đúng không? Hẳn đứng như tâm chứ. Lộn rồi. Cái này mình sẽ cho nó gì đây? Một thì không được. 3.5 bạn vẽ nó bị thiếu rồi đó. Cái này không phải bạn vẽ bị thiếu, mình bắt cái thứ sau cho nó phù hợp. À, R4 từ tâm đúng không? Vậy mình vẽ cái cung tròn ở trước, tâm tròn ở trước. Đây mình thấy là cái R4 này đi vô tâm nè.
Rồi, cái này từ đây lên là 3.5. Rồi, lỗ này là chấm cái điểm trước đi. Cái này mình chưa dễ đâu, mình cứ chấm cho nó xem bôi thôi. Rồi, cảm này thấy với tâm. Rồi, bị lỗi như thế này thì cứ từ từ bỏ fillet đi. Cái bài này nó có vấn đề gì đây? R4 3.5 nó không nhận. Tính từ đây đi vô đúng không? Rồi, tính từ đây đi vô là 3.5. Rồi, đúng rồi, bắt cái thứ bị nhầm ha. Rồi, mirror hết đúng không? Mirror entity chọn hết đối tượng cho mình, quét hết. Chọn mirror 3 là cái gương. Tích ok. Xóa hết cái cạnh dư thừa đi, là cạnh chính giữa nè. Thấy không? Là được. Thấy không? Ok đó. Rồi, chỗ này bị dư, xóa luôn. Cái này bị. Rồi, xóa nếu mà màu xanh như thế này thì mình sẽ quay lại. Trong trường hợp cái hình có 10 xóa mà bị màu xanh á, như là mất cái đường line này, cái đường line mình thấy nè, đó là một cái đường để cho mình bắt mirror đối xứng gì đó. Thì mình chỉ cần chuyển sang này là center line thôi, tại vì thực chất line nó không tham gia diện hình. Chuyển center line là ok. Được chưa? Thì chú lên. Độ dày là bao nhiêu? Có hình giả. Độ dày là 1.5. Rồi, đục lỗ tờ ren gì thôi được không? Đầu tiên, lỗ đầu tiên. Phi 1 ron, hai cái ren ở ngoài trục phải cho mặt này đúng không? Cắt cho thôi, lỗ này nè trên mặt này. Vậy thì hồ bây giờ chọn mặt. Cái tờ ren không? Nó chỉ là cắt sâu thôi, thì chọn option thứ 3. Phi là bao nhiêu? Phi là 1. Phi là 1.05, 1.05 đấy là chamfer 0.05 á, đúng không? Rồi, chỗ này là 1 thì mình cứ giảm cái đường tròn phi 1 vô rồi mình cắt. Vậy thì chỗ này phi 1 thì mình sẽ kiếm một cái đường tròn kích thước tự do. Rồi, 1 up to net. Rồi, 0.05 là một cái nè. Rồi, hai cái nè, cao tới sai, ni sai nè, ni sai, pha sai, pha sai, position, chọn điểm, được chưa? Bắt vị trí từ đây, tới đây, 3.5, vậy là 3.5. Rồi vậy thì nhưng mà cái hình của mình nó còn lên xuống, có nghĩa là nó còn chưa định nằm ngang, thì hiện một nằm ngang thôi, không điểm thứ nhất, điểm thứ hai cho nằm ngang nha. Rồi tích ok là được. Rồi, đó là một được cái lỗ rồi đó. Đau quá không? Rồi, chỗ này nó cũng có counter size 0.5 cho mọi người luôn nè, thấy không? 0.5 này, thấy không? Làm theo thứ tự là được, từ từ. Rồi, tiếp tục. Chỗ này nó còn cái vấn đề nữa, mình còn đục thêm 3 lỗ nữa. 2 loại lỗ nữa, chứ không phải là 3, 2 loại nha. Lỗ nhất đó là 2 lỗ phi 0.38, tương tự giống cái này luôn. Hay gì nó là 1, thì mình sẽ nhập là 0.38. Cái lỗ thứ 2, lỗ taro, lỗ ren á. Lỗ ren là 0.075, đi xuống là 0.075. Vậy thì tiếp tục thôi. À, cái này không phải lỗ ren nữa, mà cứ lỗ khoét cho thôi, lỗ thường thôi chứ không phải lỗ ren nha. Này lỗ thường thôi, nhớ lỗ này mình bắt gì thôi. Nhưng mình bắt cái chốt vậy. Lỗ này bắt cái chốt mình cố định á. À, bắt cái chốt để cố định thôi, nên là chỗ này không phải cái ren. Rồi mình nhớ rồi, cái này không phải là cái ren nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo hai lỗ này trước. Rồi, lỗ này mình tạo như thế nào? Đục lỗ đâu? Nhìn bán vẽ, đục lỗ trên mặt nào? Mặt này, đúng không? Đục lỗ trên mặt này thì mình sẽ chọn mặt nó mình đục. Vậy thì mình bấm mặt này trước cũng được. Rồi mình chọn hô visa. Tương tự, downward hô, cái này là 1 thì cái kia là 0.38 đúng không? 0.38 thì mọi người sẽ sổ này ra. Nhập 0.38 cho dễ. Rồi, chọn gì? Run luôn. Tại sao? Tại vì mọi người thấy nè,
bạn vẽ đây nó xuyên suốt luôn, thấy không? Lỗ này đi qua xuyên luôn và nó có hai lỗ. Vậy thì mình sẽ chọn là draw, còn mình chọn position, chọn hai điểm. Ôi này bự quá, không chấm này là near side counter bo 0.05 0.4 nha, cái này là 0.4, cái này là 0.4 luôn. Rồi position điểm thứ nhất, rồi chết, chọn nhầm rồi. Cái mặt này nha, cần chấm 8 lại. Rồi điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nhập đúng kích thước vị trí vô. Cái phòng mình hơi ồn nên mọi người thông cảm. 0.35 này, 0.35 là từ đây qua đây là 0.35 đúng không? Thì chỗ này là 0.8 thôi. Rồi tiếp tục, từ đây qua đây là 0.5. Rồi đúng không? Rồi tiếp tục kìa, nè, thật dạy. Có rổ, có bật cho mọi người luôn. Cái này để mọi người bắt cái chốt, nhớ là bắt cái chốt nghe nè. Mình khóa chặt cái này lại. Ha, còn lỗ này nữa. Muốn tạo mặt này thì bấm mặt này rồi chọn cho mình là hole visa. Rồi chọn là lỗ, lỗ gì đây? 0.75 đi xuống 0.75, lỗ khoét thông thường thôi. Rồi vậy thì mình sẽ chọn nó là lỗ khoét thông thường thì mọi người sẽ không chọn lỗ ren nữa mà lỗ cứ chọn này luôn, khoét thông thường. Cái gì mình đục dùng cái mũi khoan xuống thôi. Ha. Chọn cho mình là 0.075 mà xuống là 0.075. là 3.4 nè, 0.15 đi xuống cũng là apply 0.15 luôn. Rồi tiếp tục chỗ này 0.75 xuống 0.15, near side 0.8. rồi position, khi mọi người chọn đúng cái mặt á, nó tự động nó position, nó tự động chọn mặt đó cho mọi người khoan luôn. Ở đây tích ok được, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ ép thêm vật liệu gì nữa là 1023 carbon steel edit material. Cứ viết 1023 vô và bấm apply. Xong, màu sắc thay đổi, khối lượng thay đổi. Cần coi như thế nào? 21.78 bao hả? Rồi, Control-S đây nha. Đặt tên là tấm giá và nhớ đặt tiếng Anh, đừng đặt tiếng Việt. Rồi, đó là chi tiết tiếp theo.